Diễm Thi và Trần Như kính chào quý khán thính giả với bản tin truyền hình của Đài Châu Tự Do. Xin mời quý vị đến với bản tin sáng thứ tư ngày 25 tháng 6 năm 2014 với một số tin tức đáng chú ý. Philippines ủng hộ Nhật mở rộng hoạt động quân sự. Nga sắp xây lò phản ứng hạt nhân cho Iran. Thưa quý vị, tàu chiến của Trung Quốc sẽ tham gia tập trận với Mỹ ở Hawaii lần đầu tiên vào tuần này trong một nỗ lực mang tính biểu tượng hữu nghị giữa hai cường quốc. Bốn tàu chiến của Hải quân Trung Quốc với khoảng 1.100 thủy thủ, bao gồm tàu tên lửa, chiến hạm, tàu cung cấp và tàu bệnh viện sẽ tham gia tập trận với Mỹ và 20 nước khác trong cuộc tập trận hải quân lớn nhất thế giới kéo dài 6 ngày, gọi là vòng đai Thái Bình Dương, khởi sự vào thứ Năm tuần này. Đô đốc Samuel Locklear của Hoa Kỳ gọi đây là bước quan trọng đối với Trung Quốc khi tham gia tập trận chung, đặc biệt là một cuộc tập trận do Mỹ đứng đầu. Bắc Kinh và Washington thường xuyên cam kết sẽ thắt chặt hơn nữa mối quan hệ trên nhiều mặt lãnh đạo hai nước đã gặp nhau không chính thức tại California ngay sau khi chủ tịch tập cận bình nhậm chức vào năm ngoái. Quân đội hai nước cũng thường họp cấp cao và thăm hàng không mẫu hạm của nhau. Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe đạt thỏa thuận sớm với một đảng liên minh mưu tìm cách nới lỏng hạn chế trong hiến pháp cho phép quân đội Nhật Bản tham chiến ở nước ngoài. Thỏa thuận với đảng New Komeito được coi là một bước quan trọng trong nỗ lực của ông Abe nhằm mục đích này. Trước đó, đảng New Kimioto đã rất miễn cưỡng trong việc bỏ lệnh cấm. Nay đảng này đã đồng ý thảo luận về một đề nghị nhân nhượng. Các đảng chính trị của Nhật sẽ thảo luận về đề nghị mới của đảng dân chủ tự do cầm quyền vào thứ sáu này. Tuy nhiên, người đại diện đảng New Komito cho biết đến lúc đó rất khó đạt được một thỏa thuận rộng khắp. Tổng thống Philippines Benigno Aquino hôm qua cho biết ông ủng hộ kế hoạch của Thủ tướng Nhật Shinzo Abe trong việc mở rộng vai trò của quân đội Nhật. Tổng thống Aquino tuyên bố điều này trong chuyến thăm Tokyo, cho thấy sự chuyển hướng lớn lao của các nước châu Á và các hoạt động ráo riết để hình thành liên minh nhằm đối phó với một Trung Quốc đang lên. Tổng thống Philippines nhìn nhận đất nước ông đã phải chịu đựng nhiều đau khổ trong thời gian chiếm đóng của quân đội Nhật hồi Thế chiến thứ hai. Tuy nhiên, ông nói kể từ giữa thế kỷ 20, quan hệ hai nước đã tốt đẹp hơn nhờ lòng tin và những hậu thuẫn bền chặt không thay đổi. Các học sinh sống sót sau vụ đắm phà Seoul hồi tháng 4 sẽ ra làm chứng trong phiên xử viên thuyền trưởng và các thuyền viên. Tin từ Tòa án thành phố Ansan ở Hàn Quốc cho biết điều này. Thuyền trưởng Lee Yong-sik và ba người khác bị truy tố về tội giết người vì vô trách nhiệm. 11 người khác bị truy tố với tội nhẹ hơn vi phạm các quy định hàng hải. Đại đa số nạn nhân của vụ đám phà là các học sinh tại thành phố Ansan và phiên tòa cũng được mở ra ở đó khoảng 50 nhân chứng sẽ dự phiên tòa được dự trù là xử kín vì e ngại những chấn thương về tâm lý và sức khỏe cho các học sinh làm chứng. Được biết là gần hết số 75 học sinh sống sót đã trở lại lớp học của mình trong ngày hôm nay. Iran dự kiến sẽ ký với Nga một thỏa thuận trong tháng 8. Theo đó, Nga sẽ xây dựng cho Iran hai lò phản ứng hạt nhân có công suất 1.000 MW mỗi lò. Hai lò này sẽ được dùng để tinh luyện uranium cho các mục tiêu dân sự, chứ không phải để chế tạo vũ khí. Người đứng đầu cơ quan năng lượng Iran sẽ đến Moscow để kết thúc cuộc đàm phán này. Nga chưa có bình luận gì. Nga đã từng xây cho Iran lò phản ứng hạt nhân duy nhất của nước này ở gần vùng Vịnh Ba Tư và hiện đang cung cấp nguyên liệu cho lò phản ứng này. Iran luôn nói là cần có các nhà máy làm giàu nguyên liệu hạt nhân dùng cho mục đích dân sự. Tuy nhiên, 6 cường quốc đàm phán với Iran về vấn đề hạt nhân là Mỹ, Pháp, Đức, Trung Quốc, Anh và Nga nghi ngờ Iran có thể dùng nguyên liệu tinh luyện đó cho mục đích quân sự. Quý vị vừa theo dõi bản tin truyền hình của Đài Á Châu Tự Do. Tất cả các chương trình của chúng tôi được đăng tải lưu trữ tại địa chỉ afe.net. Nếu bị tường lửa ngăn chặn, mời quý vị vào địa chỉ tự do info Quý vị cũng có thể xem chương trình của chúng tôi bằng điện thoại di động tại địa chỉ vietnamese.rfa.org. Nhân Thị và chân như, xin kính chào tạm biệt quý vị.